Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 204. Kinh Người Thiết Y không ngờ rằng Thẩm Diệu lại nghĩ ra một kế sách táo bạo vào lúc này. Mặc dù Phượng Thủ Trang không cách lũng nghiệp quá xa, hành trình đi về cũng cần hai ngày, chưa kể đến những biến cố trên đường. Quan trọng nhất là vị cao nhân trong truyền thuyết mà họ muốn tìm gặp, người mà ngoài lời kể của anh em nhà cao phủ, chưa ai từng thấy và không biết liệu có thật hay không. Thẩm diệu mạo hiểm tìm kiếm một người có thể không tồn tại, điều này thật không hợp lý và ngây thơ. Thế nhưng, thẩm diệu đã quyết định, cô giao cho đường thúc những công việc cần làm trong vài ngày tới, sau đó cùng la đàm lên đường. Trước khi đi, cô dặn dò rằng những gì họ làm không được tiết lộ ra ngoài. Sau khi cải trang, họ mang theo bát giác, Hồi Hương, Mạc Kình, Tòng Dương và La Đàm. Đeo mũ và mặc quần áo bình thường, họ không bị ai nhận ra. Duệ thân vương phủ vốn nổi tiếng với kỹ năng cải trang. Mặc dù thiết y lo lắng, nhưng trước sự kiên quyết của thẩm diệu, ngay cả thẩm khâu cũng không dám ngăn cản, huống chi là những hạ nhân khác. Nhìn bóng lưng thẩm diệu rời đi, đường thúc hỏi, chuyện này. Phu nhân có thể thành công không? Thiết y lắc đầu, Cố gắng dù sao cũng hơn là không làm gì, ít nhất cô ấy là người trung nghĩa. Rồi ông quay sang dặn dò người khác, phu nhân ra ngoài phủ việc này phải giữ kín, nếu ai tiết lộ, tự gánh hậu quả. Trên xe ngựa, La Đàm khuyên Thẩm Diệu, "Tiểu biểu muội, ngươi nên ngủ một chút, mấy ngày nay ngươi không nghỉ ngơi tốt, chuyến đi này không ngừng nghỉ, ngươi cần nghỉ ngơi." Thẩm Diệu tuy có chút lo lắng, nhưng nhận thấy lời La Đàm có lý. Nếu không nghỉ ngơi, sau này có thể ảnh hưởng đến việc quan trọng. Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đã bị la đàm lay, tiểu biểu muội đã đến nơi. Họ xuống xe, lúc này đã là chiều tối ngày thứ hai. Xe ngựa dừng ở một nơi hoang vắng, cành cây um tùm che kín bầu trời. Mặc dù là tháng 6, nơi này lại âm u và lạnh lẽo, không có chút hơi nóng nào, khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Mạc Kình và Tòng Dương nhíu mày, đây là nơi quái quỷ gì? Không có một bóng người. Bát giác, một mật thám, giải thích, nghe nói nơi này từng là một xưởng theo, nổi tiếng với loại theo phượng vĩ. Sau đó, xưởng theo suy tàn, nơi này bị bỏ hoang. La đàm nhìn quanh, mở bản đồ theo, nhưng trên bản đồ có một con đường nhỏ, nơi này lại không có. Mọi người nhìn bản đồ, thấy rõ ràng Phượng Thủ Trang trước mặt là một con đường nhỏ dẫn vào ruộng và nhà. Nhưng thực tế không có dấu hiệu của con đường. Chắc có lẽ cỏ mọc che khuất đường, chúng ta không thấy, là đàm suy đoán. Mặc Kinh và Tổng Dương lắc đầu, không đến nỗi. Hồi hương lo lắng, nơi này rừng quá lớn, tối dễ lạc đường, có thể có dã thú. Chúng ta không quen thuộc nơi này, phu nhân, ngài thấy sao? nhiệm vụ của họ là bảo vệ thẩm diệu an toàn nếu không tìm được cao nhân thẩm diệu rơi vào nguy hiểm thì không đáng họ không tin tưởng lời la đàm về cao nhân nhưng thẩm diệu lại theo la đàm khiến mọi người lo lắng mạc kinh theo thẩm diệu từ đầu tin tưởng quyết định của cô dù trong tình thế nguy hiểm thẩm diệu luôn tìm ra đường đi đúng mạc kinh không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của thẩm diệu thẩm diệu hỏi la đàm Bôn Nguyệt nói, đôi tỷ đệ vào Phượng Thủ Trang rồi đi về phía nam, thật sao? La Đàm gật đầu, đúng. Nhưng trên bản đồ có đường nhỏ hướng nam, nơi này không có đường nhỏ. Đi thôi, Thẩm Diệu nói. Mọi người ngạc nhiên. Tòng Dương hỏi, phu nhân, đi đâu? Thẩm Diệu cầm địa bàn, đi về phía nam. Hồi hương ngạc nhiên, nhưng nơi này không có đường nhỏ. Nếu sai, chẳng phải sai từ đâu thầm diệu đáp nếu đã đến đây không phân biệt được đúng sai thì thử tất cả nếu họ nói hướng nam chúng ta tìm bốn hướng thử nghiệm cũng là một cách cô dẫn đầu la đàm gọi tiểu biểu muội chờ ta bát giác cười chúng ta cũng đi thôi mọi người theo sau mặt trời rất nhanh sẽ lặn và khu rừng này vốn đã tối tăm vì cây cối rậm rạp sau khi mặt trời lặn gần như càng đen kịt hơn may là tòng dương mang theo đủ hộp quẹt để thắp lửa khi họ tiến vào sâu hơn trong rừng tuy nhiên dọc đường đi cảnh vật gần như giống hệt nhau không nhận ra sự khác biệt giữa trước và sau thêm vào đó trời lạnh một cách bất thường không giống như tháng 6. mặc kinh và tòng dương vẫn chịu được nhưng các nữ tử thì có phần phát lạnh thẩm diệu cùng những người khác kéo chặt áo khoác hơn trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của dã thú Mạc Kình và Tòng Dương dừng bước, tay chạm nhẹ vào bội kiếm bên hông. Hồi hương thấp giọng nói, đó là tiếng sói, nơi này có sói. Sói sợ ánh lửa, thầm rượu nói. Mỗi người cầm hai hộp quẹt, thắp lửa. Sói là loài rất giàu hoạt, nếu thấy nhiều ánh lửa, chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta có đông người mà không dám tới gần. Hồi hương ngạc nhiên, còn bát giác thì cười, phu nhân, ngài cũng biết cách đuổi sói sao với những người trong giang hồ như mặc vũ quân biết cách này không lạ nhưng thẩm diệu là tiểu thư con quan việc này thật không bình thường thẩm ra là võ tướng nhưng cách này lại quá thành thạo như một thợ săn lâu năm thẩm diệu cười chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi trước kia khi uyển du định gả cho người hung nô nghe nói bên đó thường có sói thẩm diệu đã lo lắng và tìm nhiều cách đuổi sói để đưa cho uyển du nhưng rồi đáng tiếc cảm giác đau xót thoáng qua trong mắt nhưng thầm diệu lại bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước hướng về trước nữa sao hồi hương nói phu nhân chúng ta đã đi mấy canh giờ rồi ngài không nhận ra sao chúng ta dường như chỉ đi lòng vòng không tiến lên được đường đi nhiều lần thế này có đi cả đêm cũng không đến đâu tổng dương cũng nói đúng vậy phu nhân chúng ta không thể đi mà không có mục đích bằng không chỉ là lãng phí thời gian thẩm diệu chấm ngâm nhìn la đàm địa bàn vẫn chỉ hướng nam chứ la đàm gật đầu đúng chúng ta không hề đi nhầm hướng nhưng cảnh vật giống hệt nhau thật kỳ lạ rõ ràng không nhầm đường nhưng cảnh vật giống nhau thật đáng nghi thẩm diệu nói nếu đi nhầm đường trở lại cũng chỉ là vào bẫy chúng ta cứ tiếp tục đi nhưng các ngươi nói đúng, nhìn thấy cùng một cảnh vật có thể gây nghi hoặc. Ta và đàm biểu tỷ sẽ bịt mắt, bát giác và hồi hương xem địa bàn, tòng dương ở phía sau, thử đi tiếp. Mạc kinh do dự, phu nhân, như vậy thật sự có thể đi được sao? Thẩm diệu bịt mắt, nói kiên quyết, ta cũng không biết kết quả ra sao, nhưng tạ cảnh hành không có nhiều thời gian. Mỗi bước đi thêm là thêm một phần cơ hội. Nếu không đi, kết quả cũng không có gì tốt đẹp. Đúng đúng, là đàm nói, trước tiên thử một lần, nói gì cũng không bằng hành động. Hồi hương ngạc nhiên, nàng không hiểu được phu nhân này. Lúc trước, khi thẩm diệu gả vào duệ thân vương phủ, các thuộc hạ mặc vũ quân đã âm thầm quan sát và thấy phu nhân này dường như lạnh lùng, không nhiệt tình. Nhưng giờ lại thấy cô sẵn lòng liều lĩnh vì chủ nhân. Một người thông minh, lý trí phân tích lợi hại, nhưng lại ngây thơ tin vào truyền thuyết và dùng biện pháp ngu ngốc. Hồi hương không thể hiểu được những hành động mâu thuẫn của thẩm diệu, nhưng kỳ thực đó không phải là điều phức tạp. Trong những khoảnh khắc quan trọng, con người thường vô thức bộc lộ bản chất thật và trong lúc khẩn cấp, bản năng chi phối hành động. Mạc Kinh lặng lẽ theo sau thẩm diệu. Hồi hương và những người khác cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi theo. Phượng Thủ Trang xảy ra nhiều chuyện, nhưng người trong thành lũng nghiệp không biết. Các quan lại chỉ biết Duệ Thân Vương bị thương trong buổi săn bắn, nhưng tình hình cụ thể thế nào không ai rõ và cũng không ai dám hỏi. Tạ Uyên có địa vị sáu diệu, có người mong hắn chết, có người cầu khẩn hắn an toàn. Mọi người đều lo lắng, nhưng Duệ Thân Vương phủ như tường đồng vách sắt, không tiết lộ gì, khiến người ngoài không thể biết gì và lòng họ không yên. Tại Lư Phủ, Lư Uyển Nhi đi lại trong phòng, nũng nịu với mẹ, nương, con muốn đi thăm thân vương điện hạ, không biết hắn bị thương ra sao. Nếu nghiêm trọng thì sao đây? Lư phu nhân an ủi, không nghiêm trọng đâu. Nếu nghiêm trọng, họ đã tìm đại phu khắp nơi. Hiện tại thân vương phủ không có tin tức gì, chắc không có chuyện gì. Con đi xem náo nhiệt làm gì. Nhưng lòng ta lo lắng không yên. Lư Uyển Nhi nói, tất cả là do thẩm diệu, thật sự là sao trổi từ khi nàng gả đến, thân vương điện hạ đã gặp chuyện lớn như vậy. nàng đúng là khắp phu, cần phải đuổi nàng đi sớm, nếu không thân vương điện hạ còn có thể gặp nguy hiểm nữa. lưu phu nhân cười, được rồi, nhưng bây giờ ngươi không thể đến thăm. chờ thân vương điện hạ khỏe hơn chút, để đại tỷ của ngươi tìm cách cho các ngươi gặp nhau. hiện tại không nên gây thêm phiền phức. lưu uyển nhi không vui nói, nương đừng gạt con khi lư uyển nhi đi rồi nụ cười trên mặt lư phu nhân mới tắt bà dặn dò nha hoàn chăm sóc tiểu thư thật kỹ mấy ngày nay không để nàng ra ngoài nếu hỏng việc của lão gia ta sẽ hỏi tội các ngươi lời cuối cùng giọng bà trở nên hung dữ khuôn mặt dữ tợn giống hệt lư chính thuần tướng quân các nha hoàn cúi đầu đáp lại ở một nơi khác trong phủ thừa tướng diệp phu nhân và diệp lão gia cũng đang bàn chuyện này Diệp Phu Nhân cùng Diệp Lão ra chơi cờ. Diệp Mậu Xuân khác hoàn toàn với Lưu Chính Thuần. Lưu Chính Thuần là điển hình của võ tướng, mang dáng vẻ hung tợn, đầy sát khí, có thể dọa khóc trẻ nhỏ. Diệp Mậu Xuân lại mang vẻ ngoài nho nhã, không ai biết rằng hắn là thừa tướng uy quyền. Mặc dù Diệp Gia không có nền tảng sâu dày, nhưng không ai dám đối xử thiếu tôn trọng với Diệp Gia, ngay cả Vĩnh Lạc Đế cũng phải nể mặt. Diệp Phu Nhân cười nói, duệ thân vương phủ như thành đồng vách sắt không có tin tức gì truyền ra không biết bây giờ duệ thân vương thế nào ta ăn không ngon ngủ không yên thực sự rất buồn phiền phu nhân không phải đã có tính toán sao sao còn lo lắng diệp mậu xuân cười đặt một quân cờ diệp phu nhân oán trách nhìn hắn mặc dù không còn trẻ nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có tin tức chính là tin xấu Duệ thân vương kiên cường, nếu có thể gặp người, hắn đã xuất hiện. Hắn chưa lộ diện, chứng tỏ tình hình rất tệ. Diệp mậu xuân cười, có lẽ hắn đang mê hoặc người khác. Lão gia coi thường thiếp thân, đùa giỡn thiếp thân sao? Diệp phu nhân nói, chắc chắn không phải là lừa gạt. Tại sao? Diệp phu nhân nhìn bàn cờ, duệ thân vương phủ không rõ ràng, nhưng hoàng thượng không giấu giếm, đã bắt đầu đối phó lưu ra Nhìn cách hoàng thượng ra tay mạnh mẽ, có lẽ Duệ Vương bị thương không nhẹ. Diệp Mậu Xuân cười ha ha, phu nhân nhìn thấu triệt, triều đình đều bị phu nhân thấy rõ, ta thật hổ thẹn. Phu nhân đoán thử xem ta tính thế nào. Diệp phu nhân cúi đầu cười, vậy thì khó nói, để xem Duệ Vương ra sao. Thấy Diệp Mậu Xuân không phủ nhận, Diệp phu nhân cảm thấy mình đoán đúng, tiếp tục nói, Hoàng thượng và Lưu Gia đấu tranh nhiều năm, muốn lôi kéo Diệp Gia, nhưng chúng ta không ngốc. Để Hoàng thượng và Lưu Gia đấu, chúng ta ngư ông đắc lợi. Trước đây Duệ Vương còn, chúng ta đứng về phía Hoàng thượng. Nhưng nếu Duệ Vương không qua khỏi, chỉ dựa vào Hoàng thượng, thiên hạ này sẽ bị Lưu Gia kiểm soát. Một Duệ Vương thôi mà, không thần kỳ như ngươi nói. Diệp Mậu Xuân cười nhạt. Duệ Vương là người lợi hại, diệp phu nhân cũng cười lão gia không cũng nghĩ vậy sao diệp mậu xuân dừng lại nhìn diệp phu nhân phu nhân luôn đoán được ta nhưng phu nhân nghĩ duệ vương lần này có thể tránh khỏi tai nạn diệp phu nhân nghĩ hồi lâu chạy trời không khỏi nắng diệp mậu xuân nhìn nàng lão gia nhớ không hai năm trước duệ vương trở về lũng nghiệp mặc dù bị trọng thương hoàng thượng giấu người khác nhưng không giấu được chúng ta khi đó tưởng hắn không qua khỏi, nhưng không biết từ đâu hắn sống lại, và khuấy động triều đình. Nhưng người không thể may mắn hai lần, lần trước trời giúp hắn, lần này ai có thể giúp? Vận mệnh đã định, Duệ Vương không có tiền đồ, tránh được hai năm trước, nhưng không thoát được hai năm sau. Thật sao? Diệp Mậu Xuân đặt quân cờ, nói, ta lại nghĩ ngược lại. Hai năm trước Duệ Vương thoát chết, lần này cũng có thể tránh được. Diệp phu nhân không tức giận, không phản bác, chỉ nói, vậy chúng ta đợi xem. Diệp Mậu Xuân cười, đặt quân cờ cuối cùng, phu nhân thua rồi. Diệp phu nhân nhìn lên, quả thực là vậy, bèn làm nũng, lão gia nhân lúc thiếp thân nói chuyện chơi cờ không tử tế, chơi lại một ván. Diệp Mậu Xuân lắc đầu, ngày khác đi, hôm nay phải kiểm tra bài tập của Hồng Quang, cũng gần đến giờ rồi. Diệp phu nhân vội nói, lão ra đi trước, hồng quang bài tập quan trọng. Diệp Mậu Xuân đứng dậy rời đi. Diệp phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng nói, chỉ là người què, học phú năm xe thì thế nào, cũng chỉ có thể ở trong phủ. Bà giận dữ, quét sạch quân cờ trên bàn, thấp giọng nói, giống y như hồ ly tinh kia. Các nhà hoàn không dám động đậy, ai cũng biết Diệp phu nhân ghét Diệp Hồng Quang, đứa con do tiểu thiếp sinh, nhưng lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Diệp Phu Nhân, không bằng đích tử, dù là dòng dõi duy nhất của Diệp Gia. Ánh nắng sớm xuyên qua khe hở giữa các cành cây, dài xuống mặt đất như những điểm sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Trong đêm tối đen, những tia sáng bạc này cuối cùng cũng xua tan màn đêm, dù chỉ một chút, nhưng cũng đủ làm lòng người thấy vui mừng. Hồi hương và bát giác dừng bước, quay đầu nhìn thẩm diệu và la đàm vẫn bịt mắt, rồi nói, phu nhân, trời đã sáng. Nếu không tận mắt chứng kiến, hồi hương và những người khác khó mà tin rằng một thiên kim tiểu thư như thẩm diệu lại có thể cùng họ lạc vào rừng suốt cả đêm. Họ vốn được huấn luyện đặc biệt, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng la đàm dù có nội công cũng đã rất tiêu tụy, buồn ngủ hiện rõ trên mặt. Thẩm diệu vẫn giữ được tinh thần minh mẫn. Hồi hương và tòng dương đều thầm nghĩ, phải chăng phu nhân này cũng là một người luyện võ, có ý chí kiên cường. Thực ra, họ suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Diệu từng phải trải qua những đêm khổ cực trong lãnh cung, bị mi phu nhân và các phi tử khác làm khó dễ. Những lần phải giặt rũ suốt đêm đã rèn luyện cho cô sự kiên nhẫn. Trong tình huống khẩn cấp này, Thẩm Diệu chỉ mong ra khỏi rừng, không có thời gian nghĩ đến mệt mỏi. Chúng ta đã đi bao xa? Thẩm Diệu hỏi. Hồi phu nhân, Tổng Dương đáp, đi suốt cả đêm, chúng ta đã đi rất xa theo các ký hiệu ven đường, chúng ta không quay về lối cũ. Biện pháp bịt mắt thật hiệu quả, rõ ràng trước đó chúng ta bị mắt mình lừa. Nhưng rừng cây vẫn giống hệt nhau, la đàm nói mệt mỏi. Tiếp tục đi thôi, thẩm diệu nói. Chúng ta đã đi xa thế này, chắc chắn sẽ ra khỏi rừng. Hồi hương ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Đêm qua, họ đã cố ngăn cản thẩm diệu nhiều lần, nhưng cô không nghe và còn lớn tiếng trách mắng, khiến họ phải ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người tiếp tục đi theo thầm diệu. La đàm uể oải, cô dù có luyện võ cũng không thể so sánh với hồi hương và những người khác, lại không từng trải như thầm diệu. Cô cố gắng mở to mắt, tìm chuyện gì đó để phân tán sự mệt mỏi. Bỗng la đàm nhận ra điều gì đó khác lạ, kéo tay thầm diệu, ôi! Nơi này có hoa, lúc trước không thấy hoa. Mọi người đều nhìn lại, quả nhiên thấy những bông hoa nhỏ thấp thoáng trong rừng, rất tinh tế, không để ý kỹ sẽ không thấy được. Mạc Kình cau mày, hình như có tiếng gà gáy. Hồi Hương, Bát Giác và Tổng Dương đều lắng nghe, cuối cùng nói, đúng vậy. Sao ở đây lại có tiếng gà gáy? Thẩm Diệu trầm ngâm, lẽ nào phía trước có nhà dân? Cô nói, đừng nhìn nữa, đi thôi. Đã có tiếng động, chắc lối ra không xa chúng ta sẽ ra khỏi rừng sớm thôi. Nghe vậy, mọi người đều phấn chấn, lập tức xuất phát. Lần này may mắn, sau nửa nén hương, cành cây thưa dần, ánh nắng chiếu vào nhiều hơn, khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Thật sự sắp ra khỏi rừng rồi, la đàm hưng phấn nói, buồn ngủ tan biến. Chúng ta mau đi. Cả nhóm tiếp tục đi, trước mắt họ là một con đường nhỏ. Thẩm diệu dẫn đầu bước vào dọc theo con đường nhỏ họ đến một khu vườn nhỏ trồng hoa cỏ và rau dưa nhưng rất lộn xộn không được chăm sóc tuy vậy phía sau là một căn nhà nhỏ bằng cỏ tranh lụp sụp như có thể bị gió thổi bay bát giác chạy vào trước sau đó lắc đầu ra ngoài phu nhân bên trong không có ai là đàm thất vọng sao lại không có ai cảnh tượng này không giống với tưởng tượng về nơi ở của một cao nhân mọi người càng thêm chán nản Thẩm Diệu nói, hoa cỏ vẫn còn, chắc chắn có người ở đây. Chờ đi, sẽ có người xuất hiện. Chưa dứt lời, một giọng nói vang lên, "Ôi, khách quý đến, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa." Mọi người quay lại, Thẩm Diệu nhìn rõ người kia, không khỏi ngạc nhiên, "Là ngươi?" Bát Giác hỏi, "Phu nhân, ngài biết người này sao?" Người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ rách dưới, cười híp mắt chính là người từng gặp thẩm diệu ở phổ đà tự, người đã đoán vận mệnh của nàng và nói những câu đầy ẩn ý. 205. Tặng thuốc Thăng 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 tặng thuốc Thẩm diệu không thể ngờ rằng vị cao nhân mà cô đang tìm kiếm lại chính là người cô đã từng gặp tại phổ đà tự ở Minh Tề. Lời của người ấy ngày đó khiến thẩm diệu luôn băn khoăn, cảm thấy như ông ta đã nhìn thấu bí mật sống hai đời của cô nhưng khi phái người tìm kiếm tung tích của ông ta khắp định kinh thành vẫn không có kết quả bây giờ nghĩ lại có lẽ không tìm thấy ông ta vì vị đạo sĩ đã đi xa tới tận đại lương lũng nghiệp điều này thật kỳ lạ vì theo lời bôn nguyệt hai tỷ đệ kia gặp vị đạo sĩ này từ mấy năm trước tức là ông ta đã ở lũng nghiệp từ lâu vậy sao ông ta lại xuất hiện ở minh tề định kinh không lẽ ông ta quay lại chỉ để bói cho cô vài quẻ thầm diệu nói đạo trưởng vị đạo sĩ cười vuốt râu nói bần đạo là xích diệm phu nhân đến đây vì cứu người phải không bần đạo đã chờ ngươi lâu rồi la đàm ngạc nhiên xích diệm đạo trưởng ngài biết chúng ta sẽ tới tìm ngài xích diệm đạo trưởng cười gõ nhẹ ống thẻ bên hông ống thẻ phát ra tiếng bùm bùm ông nói bần đạo đã tự bói một quẻ thầm diệu nghĩ vị đạo sĩ này kỳ lạ nhưng dường như có chút bản lĩnh những lời ông nói ở phổ đà tự lúc trước rất có lý nếu ông ta là vị cao nhân cũng không có gì ngạc nhiên cô nói phu quân của ta bị thương nặng nghe nói ngài có thể nghịch thiên cải mệnh nên ta tìm đến ngài mong ngài cứu giúp sau khi thành công sẽ có hậu tạ hồi hương và những người khác đứng sau thầm diệu nghe thấy lời này đều nghi ngờ Nghịch thiên cải mệnh nghe quá mơ hồ. Vị đạo sĩ này trông cũng chỉ là người bình thường, liệu có phải kẻ lừa đảo không? Thẩm Diệu hiểu rõ, người có thể nhìn ra được bí mật sống hai đời của cô, biết cô từng là hoàng hậu, không phải kẻ tầm thường. Nghe Thẩm Diệu nói, vị đạo sĩ cười, lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Bần đạo không thể tiết lộ thiên cơ cho phu nhân, sao dám nghịch thiên cải mệnh, chịu tai họa? nhưng ngài đã cứu bạn của bôn nguyệt và đệ đệ của nàng là đàm không hiểu chẳng phải đó cũng là nghịch thiên cải mệnh sao đó là vì tiểu đệ ấy không nên tuyệt mệnh trời định hắn gặp ta và ta cứu hắn xích diệm đạo trưởng nói hồi hương và bát giác ngạc nhiên họ nghĩ đôi tỷ đệ kia chỉ nói dối không ngờ lại là sự thật thẩm diệu cao mày vậy xin hỏi đạo trưởng ngài và ta có duyên phận thế nào đạo sĩ cười thiên cơ không thể tiết lộ. Lần nữa nghe thiên cơ không thể tiết lộ, thẩm diệu không thể chịu được, giận dữ, người tốt bị hại, kẻ xấu tự đắc, đó là thiên đạo sao? Ngài phổ biến như vậy, thật đáng cười. Tòng dương tròn mắt, không ngờ thẩm diệu lại mắng người vào lúc này. Nhưng lời cô nói thật sắc bén, khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Bất ngờ, xích diệm đạo trưởng không giận, cười ha ha, vỗ tay, thật là ở lâu với rồng hung hãn, người cũng trở nên hung hãn, rất tốt. La đàm lẩm bẩm, có bị bệnh không, bị mắng còn vui. Xích diệm đạo trưởng nói, người nói đúng, thiên đạo bất công. Con người quản chuyện trần gian, thiên đạo quản số mệnh, nhưng số mệnh không thể nói. Tuy nhiên, người và ta gặp nhau là thiên đạo định sẵn, và ta sẽ tặng ngươi một duyên phận. Ông nói mơ hồ, mọi người nghe không hiểu, chỉ có thẩm diệu sắc bén nhìn ông đạo sĩ tiếp ngươi thật sự muốn cứu hắn đúng đạo sĩ cười nếu ngươi muốn cứu hắn đi theo ta nói rồi ông quay người bước đi thẩm diệu không do dự lập tức theo sau hồi hương và những người khác vội vàng đi theo xích diệm đạo trưởng quay lại các ngươi không thể theo tại sao tòng dương giận dữ họ phải bảo vệ thẩm diệu làm sao để cô đi một mình với đạo sĩ là? Phía trước có kỳ môn độn giáp do sư phụ ta bố trí, trên đời không ai giải được, kể cả ta. Chuyến này chỉ có một cửa sinh, còn lại đều là cửa tử, nhằm vào người có võ nghệ. Phu nhân không có võ công, có thể đi cùng ta. Những người khác tiến vào sẽ chết. Nhưng làm sao chúng ta tin ngài không hại phu nhân? Hồi Hương nói, không cho chúng ta theo chúng ta làm sao biết ngài sẽ đưa phu nhân đi đâu? Xích diệm đạo trưởng giang tay, nếu không tin, bần đạo sẽ không đi, các ngươi đưa phu nhân về. Hồi hương tức giận đến muốn thổ huyết. Thẩm diệu nói, các ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ cùng đạo trưởng đi trước. Phu nhân, bát giác cũng không đồng ý lắm. Ta nói, là đàm cẩn thận mở miệng, ta có thể đi được không? Ta tuy có võ công, nhưng không cao, chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều. Xích diệm đạo trưởng nhìn la đàm từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc rồi nói, cũng được, gần như không có võ công, người cũng theo ta đi. La đàm nghĩ thầm, gần như không có võ công. Ta chỉ là võ công không cao, nhưng cũng không đến nỗi không có. Dù sao, việc cô có thể đi cùng thẩm diệu cũng giúp cô an tâm hơn. La đàm nói, tiểu biểu muội, ta sẽ đi cùng ngươi, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thẩm Diệu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. La Đàm tuy rằng có phần kích động, nhưng cũng không gây họa gì. Xích Diệm đạo trưởng muốn làm gì, Thẩm Diệu cũng chưa rõ. Cô luôn đề phòng, dù tin rằng ông ta có bản lĩnh, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hồi Hương và những người khác thấy Thẩm Diệu đã quyết định, biết rằng không thể khuyên nhủ, đành phải dặn dò La Đàm, đưa cho cô tín hiệu khói của Mặc Vũ Quân họ nói nếu có chuyện gì hãy sử dụng khói hoa họ sẽ nghĩ cách đến ngay xích diệm đạo trưởng hơi mất kiên nhẫn còn không mau đi chờ trời tối ta cũng không giúp được các ngươi thẩm diệu nói chúng ta xuất phát ngay xích diệm đạo trưởng dẫn thẩm diệu và la đàm đi theo một con đường rất lạ hoặc nói đúng hơn nơi này vốn không có đường nhưng theo cách đi của xích diệm những con đường mới lại hiện ra la đàm thấy thú vị thẩm diệu cũng ngạc nhiên, la đàm hỏi đạo trưởng ngài có vẻ rất quen thuộc nơi này, thường xuyên đến sao? ta từ nhỏ đã ở đây, tự nhiên quen thuộc. xích diệm đạo trưởng tự hào, nhiều cây ở đây do ta trồng. la đàm gật đầu, ngài là người đại lương, vậy sao lại gặp tiểu biểu muội? tiểu biểu muội chưa từng đến lũng nghiệp, chẳng lẽ ngài gặp ở đâu khác? xích diệm đạo trưởng nhìn thẩm diệu một cách sâu xa ta và phu nhân có duyên ở đâu cũng sẽ gặp la đàm không hiểu lắm nhưng thẩm diệu đăm chiêu cô cảm thấy đạo sĩ này biết nhiều hơn cô nghĩ khi cô vừa nảy ra ý định hỏi về kiếp trước xích diệm đạo trưởng liền cười phu nhân muốn cứu người hay hỏi chuyện phải chọn một không thể cả hai có được thì có mắt phu nhân phải suy nghĩ kỹ thẩm diệu giật mình ông ta như đọc được ý nghĩ của cô nếu muốn cứu tạ cảnh hành Cô phải từ bỏ việc hỏi về kiếp trước. Cô có chút bực mình, nhưng nghe Xích Diệm hỏi, "Phu nhân đã quyết định chưa?" La Đàm tò mò nhìn hai người, không hiểu họ nói gì. Thẩm Diệu nói lạnh nhạt, "Bí mật có thể tự mình tìm, nhưng cứu người thì ta không biết y thuật, đành phải nhờ đạo trưởng." Cứu người là trước tiên. Xích Diệm đạo trưởng cười ha ha, "Phu nhân nói đúng, xem người khác quan trọng hơn mình." vì vậy mà bỏ qua việc truy tìm bí mật phu nhân lệ khí cũng vì thế mà tiêu tán không ít thẩm diệu cao may đạo sĩ tiện tay nhặt một cành liễu vừa đi vừa hát một làn điệu không rõ tên thẩm diệu đành đi theo đi một lúc lâu khi trời sắp tối đạo sĩ dừng lại đã đến la đàm và thẩm diệu tiến lên trước mặt là một thung lũng lớn hoa cỏ thơm ngát dưới ánh hoàng hôn như tiên cảnh khiến người ta cảm thấy hoảng hốt không thật. Nơi này thật đẹp, la đàm thở dài. Xích diệm đạo trường nhìn thẩm diệu, phu nhân có phát hiện gì không? Thẩm diệu người thấy mùi thuốc thoang thoảng, nhìn hoa cỏ khắp nơi, nói là dược thảo. Xích diệm cười, đúng, ta không cứu được phu quân ngươi, không thể sửa mệnh. Nhưng sư phụ ta để lại một mảnh dược cốc, trong đó có một cây dược thảo giải bách độc, có thể cứu phu quân ngươi thẩm diệu chưa nói gì về thương thế của tạ cảnh hành nhưng xích diệm đã biết rõ la đàm khâm phục nhìn ông còn thẩm diệu không ngạc nhiên đã biết ông có bản lĩnh cô nói xin đạo trưởng cho dược liệu để cứu phu quân ta xích diệm cười cây thuốc này quý giá ta không thể cho không thẩm diệu đáp ta sẽ tạ ơn ngày sau xích diệm nói cây thuốc này quý giá chỉ có một cây trên đời Người thường ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, người trúng độc sẽ được giải độc. Nhưng quý giá thế này, ta làm sao cho không ngươi được. Ngài là lòng dạ từ bi đạo trưởng, La Đàm nói, nếu muốn vàng bạc, tiểu biểu muội của ta cũng có thể đáp ứng. Ngài muốn gì để trao đổi? Thẩm Diệu cũng nói, phàm là trong khả năng của ta, ta sẽ đáp ứng đạo trưởng. Nếu ta muốn phu nhân lấy tính mạng của mình để trao đổi thì sao? Xích Diệm rào hoạt nói. Thẩm Diệu ngẩn ra, chưa kịp mở miệng, La Đàm đã phản ứng, ngài quá bắt nạt người, sao có thể đặt ra điều kiện như vậy? Xích Diệm khoát tay, người xuất ra lòng dạ từ bi, ta là đạo sĩ, tự nhiên không làm loại việc giết người. Chỉ là đùa thôi, ta có một vấn đề cần hỏi phu nhân. Ông nhìn Thẩm Diệu, phu nhân có thể giải đáp cho ta không? Thẩm Diệu phục hồi tinh thần, trong lòng kinh ngạc khi xích diệm hỏi nàng có nguyện ý lấy tính mạng của mình để đổi, trong đầu nàng lướt qua ý nghĩ rằng nàng sẵn lòng. Nhưng tại sao lại như vậy? Thẩm diệu còn có gia đình, làm sao có thể vì tạ cảnh hành mà từ bỏ mạng sống của mình? Cô chợt cảm thấy sợ hãi. Cô đưa quá nhiều tình cảm, tương lai sẽ tổn thương càng sâu. Kiếp trước là minh chứng rõ ràng, cô có thể thử yêu lại, nhưng không dám yêu sâu đậm. Tiểu biểu muối La Đàm lay cánh tay Thẩm Diệu. Thẩm Diệu ổn định tâm thần, nhìn đạo sĩ, "Đạo trưởng xin mời nói." "Ngươi xem," đạo trưởng ngồi xổm xuống, chỉ vào bụi cỏ có một cây hoa nhỏ, "Đây là hồng tụ thảo, có thể trị ho." "Nhưng mấy ngày nay không nở hoa, phu nhân biết lý do vì sao không?" Thẩm Diệu không phải đại phu, cũng không biết phân biệt dược thảo, nhưng cô vẫn cúi xuống, nhìn kỹ thấy nụ hoa có nhiều điểm đen nhỏ đang ngọ nguậy, cô đoán, có lẽ là sâu. Ta cũng nghĩ vậy, xích diệm thở dài, nhưng hồng tụ thảo rất yếu ớt, không thể dùng thuốc trừ sâu. Nếu muốn diệt trừ sâu, chỉ có thể dùng tay mà bắt, phải làm rất nhẹ nhàng, không thì sẽ tổn thương cánh hoa. La Đàm nói, nguyên là vậy, nhưng việc này có liên quan gì đến chúng ta? Xích Diệm đứng dậy, nhìn thẩm rượu cũng đứng lên, cười, ta là nam tử, làm việc thô lỗ, không tỉ mỉ, sợ làm tổn thương cánh hoa. Những dược thảo này rất quý giá, ta muốn nhờ phu nhân bắt sạch sâu. La đàm trợn mắt, ngài xem phu nhân như là nông dân chăm sóc hoa sao? Thẩm diệu hỏi, nếu ta bắt sạch sâu, ngài sẽ cho ta cây dược liệu giải độc sao? Xích diệm gật đầu. Được, ta làm. Thẩm diệu lập tức chuẩn bị bắt tay vào làm. La Đàm không nói gì thêm, nghĩ rằng dù sao cũng không thiệt thòi khi làm một lúc nông dân để đổi lấy dược liệu quý. Nhưng Xích Diệm lại lắc đầu, dẫn Thẩm Diệu và La Đàm đi vài bước, nói, "Là chỗ này." Hai người nhìn, choáng váng. Đó là một đám dược liệu lớn như ruộng của gia đình giàu có, mọc lung tung, muốn tìm Hồng tụ thảo đã khó, chưa nói đến bắt sạch sâu. "Ngài đang đùa chúng ta sao?" La Đàm giận dữ một người làm sao chọn hết được. Xích Diệm chỉ cười nhìn thẩm diệu, phu nhân thấy sao? Một người có thể làm được không? Thẩm diệu nhìn sâu vào ông, nếu làm xong, đạo trưởng thật sự sẽ cho dược liệu. La đàm cuống lên, hắn rõ ràng đang đùa người, nếu muốn cứu người, sao lại đưa ra điều kiện không thể hoàn thành? Hắn đâu phải là lòng dạ từ bi. Xích Diệm nói, tiểu cô nương nói sai. Trên đời này, có được tất có mất, muốn gì, phải trả giá tương ứng. Phu nhân muốn dược liệu, phải giúp ta bắt sâu. Việc này rất công bằng, huống hồ có làm được hay không là do phu nhân. Ông tiếp, bắt sạch sâu trên hồng tụ thảo, phân loại dược liệu, ta sẽ đưa dược liệu. Nhưng phải làm thật kỹ, ta sẽ kiểm tra, nếu qua loa, sẽ không có dược liệu. Và cô nương đây không thể giúp. Phu nhân, người có thể làm được không? ta có thể làm và mong đạo trưởng giữ lời." Thẩm Diệu nói, rồi bắt đầu bắt sâu. La Đàm không nói gì, nghĩ rằng nếu làm nông dân để đổi lấy dược liệu cũng không thiệt thòi. Nhưng nhìn Thẩm Diệu cúi người bốc sâu, cô cảm thấy nếu Thẩm Tín và Thẩm Khâu biết, chắc chắn sẽ giận tím mặt. Nhưng Thẩm Diệu đã quyết định, La Đàm muốn giúp nhưng bị Thẩm Diệu cản lại, "Đứng lại, nếu không muốn ta hận ngươi, đừng làm." Thẩm Diệu nói nghiêm nghị. La Đàm đỏ mắt, cảm thấy hối hận. Nếu biết trước Thẩm Diệu sẽ bị đùa cợt thế này, cô sẽ không nói chuyện của Bôn Nguyệt. Bây giờ Thẩm Diệu bị gạt, cô thấy mình có lỗi. La Đàm hô to, nhưng đạo sĩ này rõ ràng đang đùa ngươi, đáng giá không? Ta không có gì đặc biệt vì hắn mà làm, Thẩm Diệu nói, không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm sóc hoa cỏ, có một cơ hội nhỏ nhoi, ta cũng phải thử. Cô tiếp nếu ngươi thật sự nghĩ cho ta hãy tìm hoặc tự làm cái đèn lồng khi trời tối ta sẽ cần ánh sáng la đàm hít một hơi thật sâu rồi thấy xích diệm đạo trưởng mỉm cười dương phất trần đi về hướng khác cô vội đuổi theo nói chả trách sĩ nghe ta nói đã thầm diệu ngồi xổm giữa khóm hoa đã lâu không làm việc này cảm thấy hơi lạ lẫm Cô không cảm thấy chọn sâu bón phân làm cho người ta trở thành nông dân là điều không thể chịu được. Tự tôn không quan trọng vào lúc này, khi cần cúi đầu thì cúi đầu, không cần làm những việc phí công. Đạo lý này, cô hiểu ra sau khi trải qua nhiều đắng cay trong lãnh cung kiếp trước. Nếu sớm từ bỏ tranh đấu với mi phu nhân, có lẽ Phó Minh và Uyển Du sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy. Tại sao phải chịu thiệt vì sự kiêu ngạo của mình? Quan trọng là trước mắt nếu xích diệm giữ lời, thì sự khổ nhọc của cô cũng đáng. Làm nông dân trong rừng núi vẫn hơn nhiều so với việc làm hoàng hậu mà bị cười nhạo. Nhìn vùng thung lũng đầy hồng tụ thảo, thẩm diệu không khỏi cười khổ, không biết khi nào mới xong. Khi la đàm mang đèn lồng đến, trời đã đen kịt. Trong sơn cốc ban đêm có gió mát, sao sáng, mặt trăng, tiếng ve, nhưng thẩm diệu không lòng dạ nào thưởng thức. Cô cặm cụi với đèn lồng, từng cây một, nhấc lên những gánh nặng, tay chân bị mũi đốt và bị tổn thương, suốt đêm không nghỉ. La đàm rơi nước mắt, không thể giúp đỡ, chỉ có thể mắng xích diệm trong lòng. Đến ngày thứ hai sau giờ ngọ, thẩm diệu lau mồ hôi, đặt những gánh nặng xuống và gọi xích diệm đạo trưởng đến xem. Xích diệm đạo trưởng cười, không cần nhìn, ngươi làm rất tốt. Ông lấy ra một chiếc hộp từ hành lý, đưa cho thẩm diệu thầm rượu mở ra, thấy bên trong là cây dược thảo. Đây là cây thuốc giải bách độc, xích diệm cười. Ngươi giúp ta chữa khỏi khắp núi hồng tụ thảo, ta dùng cây này để chữa thương cho phu quân ngươi. Hãy giữ kỹ. Là đàm giận dữ, ngươi đây là lợi dụng. Phu nhân đã kiên trì làm, ta cũng tôn trọng, hy vọng phu nhân luôn nhớ đến lòng kiên nhẫn hôm nay. Nếu phu nhân có chút lơ là, sâu sẽ không bị bắt hết dược thảo này cũng sẽ không đến tay phu nhân đa tạ đạo trường đã tặng thầm diệu nói nhận được dược thảo cô thấy toàn thân kiệt sức cô đã không ngủ suốt đêm mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi đủ giờ chỉ cảm thấy nặng nề và yếu ớt La đàm bất mãn nhìn đạo sĩ hy vọng sau này hồng tụ thảo của ngài không bị sâu nữa không có ai như tiểu biểu muội của ta làm nông dân cả đêm cho ngài dược nông cũng không tận tụy như vậy Xích Diệm cười ha ha, điều đó khó nói, ta và phu nhân có duyên ba lần, mới hai lần, vẫn còn một lần. La đàm bĩu môi, ai muốn gặp? Cô kéo thẩm diệu, ta đỡ ngươi, chúng ta xuống núi thôi. Rồi quay sang xích diệm, đạo trưởng, nhanh chóng đưa thuốc cứu mạng. Xích diệm đạo trưởng đi theo sau, nhìn bóng lưng thẩm diệu, ánh mắt rơi vào bước chân tập tĩnh của cô, biểu cảm cười cợt biến mất, trong mắt hiện lên sự thương hại một lát sau ông lắc đầu thốt ra hai chữ phí công phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn